Và chúng tôi có một món quà nhỏ tặng ông ạ. Ồ, trông chúng rất đẹp. Ý nghĩa của nó là gì vậy? Vâng, ông có thể thấy đây là tên của chương trình là Người Đương Thời. Vâng, đó là một con người giống như định nghĩa của ông, đó là một con người thành công và làm nên những sự khác biệt đấy ạ. Vâng, đó là những người có đóng góp cho xã hội. Và đây là tên của ông được viết theo thư pháp của Việt Nam. Rất đẹp, cảm ơn rất nhiều. Còn đây là phong cảnh của làng quê Việt Nam. Và bức tranh này được làm bằng tre. Ồ, tôi thích lắm. Tôi sẽ kể với mọi người về thời gian đến với Việt Nam của mình. Xin cảm ơn ông rất nhiều vì ông đã đến Việt Nam. Xin cảm ơn từ tận đáy lòng. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa gặp gỡ với ông Philip Kotler, và một cái điều rất thú vị chúng ta đã nhận ra qua cuộc trò chuyện này đó là dù bạn là ai, dù bạn làm gì, nhưng với công cụ marketing bạn cũng có thể làm việc hiệu quả hơn, đóng góp cho xã hội nhiều hơn, và điều đó cũng có nghĩa là bạn sẽ hạnh phúc hơn và thành công hơn. Một điều mà chúng ta sẽ ghi nhớ trong cuộc gặp gỡ ngày hôm nay đó là ông Philip Kotler đã đưa ra một ý tưởng: mỗi một công dân, mỗi một đơn vị, mỗi một tổ chức sẽ phải cùng nhau quyết định xem là chúng ta Việt Nam sẽ làm được điều gì cho thế giới, sẽ phục vụ gì cho những nhu cầu của thế giới và có thể thành công được trên toàn cầu. Để bắt đầu điều đó thì phải có tư duy marketing bắt đầu ở mỗi một con người, và chính là thông điệp của cuộc nói chuyện ngày hôm nay với ông Philip Kotler. Chúng tôi xin chúc tất cả các bạn thành công và xin hẹn gặp lại ở các chương trình truyền hình lần sau.